thảm họa dành cho con người đều không phải ngẫu nhiên. Bởi hai đặc tính lớn này, con người thường cầu bình an, thế nên trước đại nạn, bất cứ thứ gì có vẻ có tác dụng bảo vệ là người ta chọn dùng, không phân biệt thật giả, chạy theo đám đông để đề phòng tai nạn. Trên thực tế, việc con người trốn tránh tai họa là tất nhiên, nhưng rất nhiều người không biết cứu cánh thực sự ở đâu hoặc làm cách nào để bảo vệ mình. Họ chỉ cố gắng trấn an bản thân. Vì thế mới nói, thiên tai không có gì đáng sợ, mà đáng sợ là con người bất ngộ trước thiên tai. Đặc biệt là nhân loại đang trong thời kỳ mạt thế đặc thù. Bất ngộ thiên ý cũng đồng nghĩa với làm ngơ trước cảnh tỉnh của thiên thượng. Điều này cũng giống trong đạo gia. Người ta cho một gậy cảnh tỉnh vào đầu những đồ nhi bất ngộ. Trên thực tế, thần Phật đã cấp cho nhân loại đâu phải một lời nhắc nhở. Mấy năm vừa qua, trên bầu trời những ngôi sao nổ tung không ngừng trùng tổ. Dưới mặt đất thiên tai dịch bệnh xuất hiện liên miên. Ngày nay đã có rất nhiều lời tiên tri được phá giải nghiệm chứng. Các tượng thần Phật rơi lệ,
hoa cõi Phật khai nở, thế nhưng nhân loại vẫn nhìn không thấy, ngộ không ra. Thiên tượng ngày càng nhiều, tinh cầu mới đột nhiên xuất hiện, hệ ngân hà di chuyển ra xa, bốn mặt trời cùng chiếu sáng, tuyết rơi giữa tháng 6, loài cốc hợp bầy di chuyển, mỏm núi 12 tông đồ đổ sụp, đá heo kêu báo nguy, khiến người ta hoa cả mắt. Những ai hiểu thấu lý, thiên nhân cảm ứng thì đều tin rằng những điều này tuyệt không phải ngẫu nhiên mà là thần hướng về con người mà chỉ bảo thiên cơ. Xã hội nhân loại không có việc nào là ngẫu nhiên. Sự xuất hiện của các dự ngôn cũng không phải là ngẫu nhiên. Con người phải tự mình lựa chọn tương lai của chính mình. Đây là thiên lý. Nhưng thần Phật từ bi với con người, dùng hình thức dự ngôn để sớm cảnh báo cho con người những điều lịch sử sắp phát sinh. Đây chính là vì sao các khu vực khác nhau, các dân tộc khác nhau trên thế giới lưu truyền nhiều đời những dự ngôn kế thừa từ tổ tiên của chính họ. Bên trong những dự ngôn đó có lời nhắc nhở khuyên bảo của thần, và cũng có rất nhiều những sự kiện lịch sử quan trọng sắp phát sinh.